Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau mới đây đã ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với biệt thự của ông Hồ An Tập, ngụ xã Tân Thành. Quyết định này được đưa ra sau khi ông Tập không thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định. Ông Hồ An Tập là người đã tự hào đăng tải hình ảnh và livestream về quá trình xây dựng biệt thự trên trang Facebook cá nhân, ca ngợi đây là tòa nhà đẹp nhất Cà Mau. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sau đó phát hiện công trình này xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản mà không có phép. Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau đã ra quyết định yêu cầu ông Tập khôi phục lại hiện trạng đất trước khi vi phạm. Quyết định yêu cầu ông Tập phải khôi phục tình trạng đất ban đầu, mặc dù đã quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày ra quyết định xử phạt, ông Tập vẫn không thực hiện nghĩa vụ, dẫn đến quyết định cưỡng chế mới. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau, quyết định cưỡng chế được áp dụng để đảm bảo thi hành các quy định đã ban hành. Quyết định này yêu cầu ông Tập thực hiện các biện pháp khắc phục trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được quyết định. Ngày 12 tháng 4 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau đã cho phép ông Tập chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở nông thôn với diện tích 583,2m2, thửa đất số 672 và 673, tờ bản đồ số 1, xã Tân Thành. Tuy nhiên, công trình của ông Tập phải được tồn tại trên diện tích hơn 2.261m2, trong khi diện tích các công trình phụ vi phạm phải tháo rỡ để trả lại hiện trạng đất ban đầu là 1.303m2. Theo quyết định mới nhất, ông Hồ An Tập phải chi hơn 10 tỷ đồng để thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ông Tập đã gửi đơn đến các cơ quan tỉnh Cà Mau xin điều chỉnh diện tích đất chuyển đổi. Tuy nhiên, ông Tập cho biết không đủ khả năng tài chính để thực hiện theo quyết định với phần diện tích buộc phải thực hiện các thủ tục với đất đai là 2.261,58m2. Liên quan đến việc nhà văn hóa 34 tại phường Mễ Trì chưa kịp bàn giao đã bị chia phòng cho thuê trọ, lãnh đạo phường Mễ Trì khẳng định, theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nhà văn hóa và các hạng mục xung quanh gồm công viên, cây xanh trên mặt đất với diện tích khoảng hơn 7.500m2 phải được bàn giao trước cho Ủy ban Nhân dân quận Nam Tử Liêm, sau đó sẽ bàn giao lại cho Ủy ban Nhân dân phường. Ủy ban Nhân dân phường cũng đã có kiến nghị Ủy ban Nhân dân quận có nghiệm thu và bàn giao lại Ủy ban Nhân dân phường, nhưng đến nay địa phương chưa được tiếp nhận liên quan đến việc tầng 3 nhà văn hóa bị chiếm dụng cho thuê. Theo ghi nhận tại tầng 3 vào ngày 15 tháng 8, một cặp vợ chồng cùng con nhỏ đang thuê trọ tại đây cho biết đã thuê căn hộ khoảng 50 m2 ở đây được 2 năm nay với giá 7 triệu đồng một tháng chưa bao gồm tiền điện nước. Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo phường tiếp thu thông tin và cho biết trước đó vài tuần đã nhận được đơn thư phản ánh của người dân địa phương với nội dung tương tự. Vị lãnh đạo này cho hay, Ủy ban nhân dân phường sẽ trao đổi với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của công an quận và Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm để tiến hành kiểm tra, bởi việc kiểm tra là thuộc thẩm quyền của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm. Thông tin thêm về các hạng mục của nhà văn hóa, lãnh đạo phường Mễ Trì cho biết, theo quyết định chủ trương đầu tư của thành phố Hà Nội từ năm 2017, dự án này được xã hội hóa với sự tham gia của một công ty tư nhân. Theo phương án kiến trúc do Sở Kế hoạch Kiến trúc Hà Nội phê duyệt vào ngày 29 tháng 5 năm 2017, nhà văn hóa được chia làm hai công năng, mặt trước tòa nhà có chức năng sử dụng làm nhà văn hóa cho tổ dân phố số 3 và 4, mặt sau tòa nhà được sử dụng là nhà điều hành bãi đỗ xe, phân định giữa hai chức năng sử dụng này là tường ngăn. Cũng tại phương án thiết kế này, tầng 3 mặt sau của nhà văn hóa được bố trí công năng là phòng làm việc quản lý bãi đỗ xe ngầm, cầu thang và các phòng vệ sinh. Như vậy toàn bộ diện tích tầng 3 của nhà văn hóa dù sử dụng công năng nào cũng không có hạng mục cho thuê trọ và cho thuê văn phòng. Lãnh đạo phường Mễ Trì cho biết, trong khi chờ các đơn vị hoàn thiện và bàn giao, hiện tầng 3 mặt sau của nhà văn hóa do các công ty doanh nghiệp thuê lại và đã có sự thỏa thuận với hai tổ dân phố số 3 và 4, việc giám sát quản lý hoạt động nhà văn hóa là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường trong quá trình đợi nghiệm thu. Để công tác quản lý giám sát được hiệu quả, Ủy ban nhân dân phường Mễ Trì cũng nhiều lần kiến nghị Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liên sớm bàn giao nhà văn hóa. Trong khi chờ đợi cơ quan chức năng xử lý việc thì người dân thiếu nơi sinh hoạt cộng đồng thì những vi phạm như cho thuê phòng trọ văn phòng, mất an toàn phòng cháy chữa cháy vẫn ngang nhiên nhiều năm nay. Nhiều người dân sinh sống tại đây bức xúc đã nhiều lần gửi đơn thư kiến nghị các cấp chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa có hồi đáp. Liên quan đến vụ nữ bệnh nhân tử vong khi thay van tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, mới đây, một lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đắk Lắc cho biết đã thụ lý tiến hành xác minh. Nữ bệnh nhân là bà Nt, 67 tuổi, trú quận Liên Triểu, thành phố Đà Nẵng, sau can thiệp van tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã tử vong. Hiện cơ quan công an đang xác minh xem có lỗi chủ quan khiến bệnh nhân tử vong hay không. Chiều ngày 22 tháng 8, ông Nguyễn Hữu Vũ Quang, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cũng đã thông tin các nguyên nhân ban đầu khiến bệnh nhân tử vong. Ông Vũ Quang cho biết, đây là trường hợp đầu tiên thực hiện ca phẫu thuật thay van động mạch chủ tại bệnh viện. Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột không có báo cáo với Sở về ba chuyên gia. Hiện Sở đang chờ kết quả giám định của cơ quan chuyên môn. Thông tin thêm về trường hợp tử vong này, ông Nay Phi giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Sở đã lập đoàn kiểm tra ở bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, đồng thời có báo cáo Bộ Y tế. Trước đó, sáng ngày 26 tháng 7, bà NT đến khám tại bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột để thay van động mạch chủ qua da. Bệnh viện đã liên hệ mời các chuyên gia đầu ngành là các giáo sư tiến sĩ tim mạch can thiệp tại Viện Tim mạch Việt Nam, bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, Hội trần và đến hỗ trợ bệnh nhân được thực hiện bằng thủ thuật đặc biệt đưa dụng cụ là van sinh học vào thay van động mạch chủ. Đến khoảng 22 giờ 15 phút ngày 28 tháng 7, bà tử vong. Ngày 16 tháng 8, Sở Y tế Đắk Lắc có văn bản gửi Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai và các đơn vị liên quan về nữ bệnh nhân 67 tuổi tử vong vào ngày 29 tháng 7. Ca can thiệp có sự tham gia của ba bác sĩ đến từ Viện Tim Mạch Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai, trong văn bản này hội đồng chuyên môn của sở y tế tỉnh đắk lắc cho biết trước phẫu thuật ekip chưa thực hiện đủ các kiểm tra cận lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán như chụp động mạch vành đo đường kính lỗ van đường kính góc động mạch chủ khi xử lý biến chứng ekip đã chỉ định mở ngực là chưa phù hợp vì chưa có đội ngũ phẫu thuật tim chưa có tuần hoàn ngoài cơ thể và các máy móc hỗ trợ hồi sức tim bác sĩ điều trị không thực hiện ct tim nên chưa đánh giá hết tổn thương cấu trúc van tim và cơ tim Ngày 20 tháng 8, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Tùng, phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết đơn vị này đã nhận được văn bản từ Sở Y tế tỉnh Đắk Lắc về trường hợp tử vong sau thay van động mạch chủ qua da tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắc. Ca can thiệp có sự tham gia của ba bác sĩ công tác ở Bệnh viện Bạch Mai. Ngay lập tức, ban lãnh đạo bệnh viện đã tổ chức họp với các phòng ban và cá nhân liên quan yêu cầu ba bác sĩ trên làm bản tường trình. Đối với nguyên nhân tử vong của bệnh nhân, Bệnh viện Bạch Mai đang chờ kết quả chuyên môn từ Hội đồng của Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk. Vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 8, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại km 1933 trên đường Hồ Chí Minh thuộc thôn 10, xã Quảng Tín, huyện Đắk Rấp, lực lượng cảnh sát giao thông đội số 2 của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Nông đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Theo tin báo, một hành khách trên xe khách trí tâm, biển kiểm soát 47B008.09 đang bị cơn đau tim nặng và có các dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng. Ngay lập tức, Tổ tuần tra đã sử dụng xe đặc trùng để đưa chị Võ Yến Duyên, 30 tuổi, trú tại xã Cư Pơn, huyện Crong Phúc, tỉnh Đắk Lắk đến trung tâm y tế huyện Đắk Rớp. Chị Duyên, người bị lên cơn đau tim cùng các biểu hiện bất thường, cần được cấp cứu ngay để cứu mạng sống. Nhờ sự can thiệp kịp thời và chuyên nghiệp của lực lượng cảnh sát giao thông và sự điều trị tận tình từ đội ngũ y bác sĩ tại trung tâm y tế huyện Đắk Lắk, tình trạng sức khỏe của chị Duyên đã dần ổn định, hiện tại chị đã qua cơn nguy kịch và đang trên đường hồi phục. Gia đình chị Duyên đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng công an Đắk Nông và đội ngũ y bác sĩ những người đã không ngừng nỗ lực cứu giúp chị trong hoàn cảnh nguy hiểm, thể hiện tinh thần trách nhiệm và nhân văn cao cả. Mới đây, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã thông báo về việc xử lý các sai phạm liên quan đến hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Thái Phiên, ông Nguyễn Bá Hảo, sau khi nhận được phản ánh về việc học sinh giỏi tại trường chỉ nhận được vở thay vì tiền thưởng. Theo kết luận từ Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Hảo đã yêu cầu học sinh ký nhận tiền mặt mỗi em 200.000 đồng nhưng chỉ trao tặng vở, vi phạm hồ sơ thanh toán. Ngoài ra, ông Hảo đã sử dụng số tiền 138,4 triệu đồng để mua vở mà không thực hiện đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ông Hảo phải hoàn trả số tiền này cho học sinh để khắc phục sai phạm. Bên cạnh đó, từ 100 triệu đồng là nguồn kinh phí không tự chủ, dùng để mua sắm tài sản, thiết bị dạy học, sửa chữa nhỏ, cơ sở vật chất. Ông Hảo đã chi hơn 95 triệu đồng để lan sơn các khối phòng học và tường rào. Điều đáng nói trong hợp đồng ghi sơn ba lớp, loại sơn Nippon nhưng thực tế là sơn một lớp, loại sơn Pluto. Trường cũng gặp vấn đề trong việc kê khai và thanh toán các khoản chi cho giáo viên chấm phúc khảo và tham gia tập huấn nghiệp vụ. Thêm vào đó, ông Hảo đã tự ý kêu gọi tài trợ hơn 1 tỷ đồng cho lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường vào tháng 9 năm 2023 nhưng chỉ hạch toán hơn 300 triệu đồng vào báo cáo quyết toán thiếu sót hơn 750 triệu đồng, trường cũng thiếu chứng từ trong hồ sơ thanh toán hơn 340 triệu đồng cho các hạng mục lễ kỷ niệm. Theo kết luận của thanh tra sở, kế toán không tham mưu các khoản chi và thủ quỹ chi tiền theo ký duyệt của hiệu trưởng mà không có phiếu chi. Ngoài ra, với các mục chi từ nguồn vận động tài trợ hơn 300 triệu đồng, có hơn 140 triệu đồng chi không đúng kế hoạch. Ông Nguyễn Bá Hảo cho biết hiện ông đang thực hiện các khắc phục liên quan theo chỉ đạo của sở.